Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay lại em về một ít dây xích chân gà mồi dành cho toàn thể các bác. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bác hỏi về cái dòng xích chân gà mồi. Thì lần trước thì cái dòng xích số 8 này của em này, dòng xích số 8 này thì cái số 8 nó to quá, thì các bác đang kêu là to quá, thì lần này lấy mẫu xích số 8 nhỏ hơn để mang tới toàn thể các bác. Xích này được đan rất chi tỉ mỉ nha các bác nhá. Đây các bác nhìn đan đây. Nói chung đan rất cẩn thận, xích rất chi là chắc chắn. Bên em có 3 dòng xích nha các bác nhá. Đây là xích số 8 này. Đấy. Còn đây là xích đầu đạn này. Xích đầu đạn này còn rất chi chắc rồi. Chắc nhiều bác dùng các bác biết rồi. Đây cái xích đầu đạn. Còn đây là dòng xích Malai này, xoắn Malai nha các bác nhá. Của nó bằng đồng hết này. Xoắn rất tiện lợi. Thì dây của nó bằng toàn bộ bằng dây dù siêu bền hết các bạn. Dây của dây gà này, dây chân xích này thì được đan vuông. Đấy, còn tất cả các dây này bằng dây siêu bền hết. Độ đảm bảo thì rất chi là ok, các bác dùng ok. Tổng chiều dài của cái xích này là 1 mét, gần 1 mét các bạn. Của nó là 9 mấy phần ấy. Thì tổng cái xích này của nó thì xích này là chưa có cọc. Thì các bác về các bác buộc cọc vào đây thì dùng, mỗi bác thích một loại cọc khác nhau. Thì các bác có thể về buộc vào cái cọc theo ý thích của từng bác. Đấy, thì hôm nay em làm cái video, đoạn video ngắn này để giới thiệu với toàn thể các bác là xích như yêu cầu các bác đã về rất chi nhiều. Trong thời gian tới này thì nó cũng cập Tết rồi, thì nếu mà có gửi hàng thì bác nào lấy hàng luôn thì gửi thì vẫn nhận được trong Tết, không là phải ra riêng các bác mới nhận được. Đấy, thì bên em thì cung cấp đầy đủ phụ kiện về gà rừng, túi gà, giỏ gà, giò gà. Bác nào cần cứ liên hệ em nhé, em sẽ để cái số điện thoại bên góc phải màn hình để cho các bác chủ động liên hệ. Thôi xin chào toàn thể các bác nhé, hẹn các bác video lần sau. Xin chào các bác.